Hello nhá, xin chào toàn thể quý vị và các bạn nhá. Tôi quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay mọi người nhá. Chào tất cả các bạn nhá. Chào các bạn nhá, mình Tú Cáo này. Mình Hùng Bông. Cũng vì danh cu ạ. Hôm nay anh em mình sẽ không đi làm món ẩm thực cái gì nữa nhỉ? Hôm nay anh em mình sẽ review và đập hộp với mọi người. Đây, các bạn nhìn đây là đây gì chưa? Đây là đúng không? Đây là bộ máy tính đấy nhỉ? Đúng không? PC à? Nói chung là không có PC đâu anh em, mình chỉ bòn góp bao nhiêu ngày đây mới mua được quả máy tính kẻ kẻ này mọi người ạ. Nhưng mà anh em mình vẫn là review đập hộp cho các bạn xem nhỉ. Máy tính để giới thiệu hôm nay anh em mình đấy, mua được một bộ máy tính là gọi là tương đối để chỉnh sửa video edit để gửi đến các bạn đây. Nhưng mà anh em mình vẫn thích khoe các bạn một tí. Nói chung là nó không phải là nhiều tiền gì cả, đúng không? Nhưng mà đó là cái công sức của tất cả anh em. Hôm nay anh em mình sẽ giới thiệu các bạn là review có tỷ rưỡi thế à? Rẻ luôn bạn, có tỷ rưỡi mà. Cái này còn nguyên túi bóng đấy mọi người nhá. Nhìn nó cũng xịn sò các bạn, giá cả thì nó cũng êm ái rồi. Không dám nói là nhiều mà nó êm ái lắm mọi người. Sau bao nhiêu ngày mơ ước của anh em mình đấy, hôm nay ai không thích rồi. Hôm nay anh em mình đập hộp và review cho các bạn con máy tính anh em vừa đi mua về đấy mọi người. Dạ. Thôi bây giờ anh em mình sẽ đi vào nắp vào cho các bạn xem nha. Ok các bạn. Ok. Anh em mình nhá, đi nhá. Anh em bê máy đi. Ok các bạn nha. Bây giờ anh em mình sẽ đưa lên nắp vào để test thử cho mọi người xem mọi người nhá. Đây công sức của anh em. Anh em mình nó chưa có cái bàn này để làm việc hẳn hoi đâu. Ở đây nó chỉ là cái không gian nhỏ anh em mình làm việc mọi người nha. Các bạn, anh em mình tạm lên cái bàn này nha. Chứ đừng bỏ hết đấy. Thank you.
mình đã nắp vào rồi mọi người nha. Bây giờ anh em mình sẽ test thử cho mọi người xem. Có giật. Có bị giật đấy, mình sẽ khui hàng thôi. Bị giật. Vâng, bị giật mà. Các bạn nhìn tính giật được. Giật đau rồi. Có chế độ tự động chuyển màu này. Đỏ này, xanh này. Để nó tự động nhảy. Tự động nhảy được không? Có. Quá đẹp nhỉ. Nhấp nháy. Ok các bạn ạ, vậy là vừa rồi mình đã review và test thử bộ máy tính này mọi người. Anh em mình đã mua được sau bao nhiêu nỗ lực đấy.
anh em đã mua được để về edit video để gửi cho mọi người nhá. Bây giờ anh em mình đã test xong rồi và làm mọi cái đây cho mọi người xem rồi nhá. Bây giờ anh em mình sẽ vào sử dụng xem mọi người nhá. Đây là hai anh có thấy có được không? Ok. Có ok à? Nói chung là hai con này cũng đang test thử là ok rồi, rất là ok luôn. Bây giờ anh em mình xin tạm dừng clip để anh em mình tiếp tục test thử với mọi người nhá. Bây giờ anh em mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Bye bye. Chào các bạn nha. Bye bye. Test thử đi. Cho tiếng này rồi, biết chưa? Ok các bạn nhá.